Để chắc cú nha. Lên đĩa xong cho quay red tại tiệm sửa xe Khánh. Đang nó bắn vô cho anh em. Gần xong anh em ha. Quay RS100 nha anh em. Anh em nào muốn lên thắng đĩa sau, thắng ăn chạy an toàn thì qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nha anh em. Mình thay ông chị mới thắng hả? Thay cái ông chị, thay ông chị nó bị hỏng. Kéo mạnh lên. Thời gian lắp ráp khoảng 1 tiếng nha anh em ha. Khoảng 1 tiếng. Lại Hưng. Sao? Ở đây. Ở đây cái như nãy á. Anh em tới địa chỉ tiệm xe Khánh ha, 462/15, 32, phường 2 quận 10. Có đáp cho anh em luôn ha. Còn ở xa thì liên hệ Khánh để Khánh gửi hàng về cho anh em. 038 9910 535. Ship hàng toàn quốc nha anh em. Chào à. Nhả mẹ vô đi. Nguyên bộ mấy trăm trăm nha anh em ha. Bao xài cho anh em. 52S43311 nha anh em. Thời gian mở cửa là 8 giờ tới 5 giờ anh em ha. Anh em tranh thủ em đi khoảng 8 giờ sáng làm xong sớm rồi về sớm nha ha. Ủa, anh kêu anh chào tất cả anh em.